Nhưng thực ra bây giờ để khen khó, đá có hay đâu mà khen đúng không anh? Thực ra với cương vị là một huyền thoại ở câu lạc bộ, người ta rất muốn khen, chẳng ai muốn đi chê cái nơi đã làm nên tên tuổi của mình cả. Nhưng mà biết khen cái gì khi mà đội bóng của mình đá như thế? Và với một tư cách là một bình luận viên trung lập trên một cái đài nào đó thì họ phải phân tích đúng, họ không thể nói sai được, đúng không anh Huy? Vâng. Bạn Quang Tuấn này, vài năm trước, Robertson và Arnold được coi là cặp hậu vệ biên hay nhất thế giới. Theo hai anh đến bây giờ thì còn như vậy hay không? Tôi nghĩ rằng là Robertson đã bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi chấn thương trong quãng thời gian vừa qua rồi. Phong độ của anh ấy cũng đã bị suy giảm rất là nhiều. Nó không còn là một Robertson cũng như Alexander Arnold đóng góp với một phần nửa số đường chuyền thành bàn của Liverpool trong mỗi mùa giải nữa. Mà bây giờ thì họ còn phải chờ đợi rất là nhiều vào cái phong độ cũng như là cái cách thi đấu của đội bóng, bởi vì cái cách thi đấu được xây dựng bởi Arne Slot nó khác đi rất là nhiều so với trước đây của Jurgen Klopp. Nhưng chứng kiến trận đấu ngày hôm qua của Liverpool với AC Milan thì chúng ta có thể cảm nhận rất rõ là Liverpool vẫn đang là một đội bóng rất mạnh, họ đang có một cái lực lượng tuyệt vời và hy vọng rằng là những gì mà họ sẽ mang đến ở Champions League năm nay là một cái hành trình đủ để chúng ta có thể nhìn ra được những điều thú vị đến từ huấn luyện viên Arne Slot cùng với những người cộng sự của mình, đúng không ạ? Bạn Vũ Thái Thanh là một fan Man United, anh Huy có thấy các huyền thoại như Scholes này, Keane này, Neville này đang bị mất cảm tình trong mắt fan Man United khi các ông ấy cứ lên TV là chê không? Nhưng thực ra bây giờ để khen khó, đá có hay đâu mà khen đúng không anh? Thực ra với cương vị là một huyền thoại ở câu lạc bộ, người ta rất muốn khen, chẳng ai muốn đi chê cái nơi đã làm nên tên tuổi của mình cả. Nhưng mà biết khen cái gì khi mà đội bóng của mình đá như thế? Và với một tư cách là một bình luận viên trung lập trên một cái đài nào đó thì họ phải phân tích đúng, họ không thể nói sai được, đúng không anh Huy? Vâng, thực ra họ cũng đã động viên nhiều rồi. Vâng. Nhưng mà đến gần đây cái tỷ lệ trận đấu mà xem được vẫn quá ít đi. Và không xem được với tư cách bình luận viên là họ phải chê. Thì tôi cho rằng là chuyện này hợp lý thôi, chứ nó vừa là trách nhiệm với câu lạc bộ và đồng thời là nó là một cách khách quan về chuyên môn là người ta đáng để chê. Chứ còn chúng ta cũng phải ghi nhận là quãng thời gian sau Sir Alex thì vẫn là các cựu tuyển thủ này, họ đã dành những cái động viên dưới triều đại của Van Gaal, rồi là thời điểm Ryan Giggs làm tạm quyền, thế rồi là sang đến Mourinho người ta vẫn có những cái động viên. Nhưng mà đến giai đoạn cuối của Solskjaer và bây giờ là Ten Hag thì quả thật là người ta chê rất là nhiều. Vâng, chúng ta có thể xem những cái đoạn behind the scene của Gary Neville khi mà anh ta bình luận các trận đấu có liên quan Man United ấy. Anh ta luôn bày tỏ với cảm xúc rất là cháy, đúng không ạ? Khi mà Man United chiến thắng hay là làm một cái điều gì đó tuyệt vời, anh ta cũng bày tỏ những cái cảm xúc rất là đau khổ, rất là mệt mỏi khi mà Man United gặp những khó khăn và rất là tội nghiệp cho anh ta, bởi vì anh ta thường phải đối đầu với Jamie Carragher ấy. Mà Carragher thì Liverpool trong những năm qua ít ra thì họ cũng nhiều thành công hơn. Thế là Neville hay bị chôn. Em nhớ rằng là vào cái năm mà Liverpool giành chức vô địch của Premier League ấy, thì lúc đấy Sky Sports đã đặc biệt làm một cái clip là đây là ngày mà Neville mất tích. Tức là họ đi tìm Neville, không biết là Neville trốn ở cái hang nào, trốn ở đâu. Và đấy là một cái điều rất là tội nghiệp dành cho những người yêu mến Man United mà lại đang làm truyền thông, bởi vì chắc chắn là sẽ bị chôn, chứ cũng chả bao giờ được khen cả. Arsenal có cửa thắng cuối tuần không? Chắc chắn là có. Dù là đấy, họ gặp rất nhiều khó khăn, họ gặp Man City này, rồi họ cũng phải đá rất là gần với cái quãng thời gian mà họ đá ở Champions League này, đúng không ạ? Nhưng mà em nghĩ rằng là bây giờ mà bảo Arsenal không có cửa thắng Man City thì đội nào có cửa thắng ở Premier League, đúng không anh Huy? Họ vẫn có cái cơ hội để mà chiến thắng. Cả hai đội đều trở về sau cái trận đấu tại Cúp Châu, và Arsenal qua trận vừa rồi gặp Tottenham thì chúng ta thấy họ có thêm sự trưởng thành. Họ đã trưởng thành và đã biết cách đối phó với những tình huống đa dạng hơn, cũng như là chơi lì lợm hơn. Thế thì bất luận kết quả trận đấu Arsenal đá Atalanta thế nào thì fan Arsenal vẫn có quyền hy vọng đội bóng họ sẽ thắng. Vâng ạ. Bạn giấu tên này, Sancho qua Chelsea khả năng hồi sinh được không anh? Chứ thấy cu cậu đá mỗi hiệp 2 mà mượt. Thật sự anh ạ, em cũng thấy điều đó. Em cũng thấy rằng là có vẻ cái sự tự tin nó trở lại với Sancho khi đá trong hệ thống của Chelsea, đúng không ạ? Và chuyện này chúng ta cũng không bất ngờ với MU. Một loạt những người mà ở MU sôi hỏng bỏng không lỡ giờ thì điều khác vẫn có thể hay. Greenwood gần đây là ngôi sao của Marseille rồi, anh sang và đã là cầu thủ quan trọng của Marseille. Rồi nhiều người khác nữa, người ta đến với MU không được, người ta trở về đội cũ lại hay ngay.
hoặc lấy điều khác cũng hay. Thì đây là vấn đề thêm một lần nữa chỉ ra những cái yếu của điều hành MU. Vâng ạ, bạn giấu tên này chào anh Huy và anh Quân. Arsenal hiện tại có thể coi như là hàng thủ tốt nhất EPL hiện tại hay không? À, em cảm ơn. Thực ra là nếu so với hàng thủ của Man City thì 1-9-1-10. Em không nghĩ rằng là vượt trội so với hàng thủ Man City đâu. Mặc dù chúng ta có cảm giác là Man City để thủng lưới nhiều hơn, nhưng bởi vì cái cách chơi của họ nó có nhiều tính mạo hiểm hơn so với Arsenal, đúng không anh Huy? Chứ còn về chất lượng các cầu thủ trong hàng phòng ngự của Man City cũng là tuyệt vời. Ví dụ như trường hợp của Ruben Dias ấy, chúng ta rất là khó để đặt anh ta ra khỏi cái vị trí trung vệ, một trong trung vệ hay nhất của Premier League, đúng không ạ? Đến bây giờ thì tôi cho Man City vẫn hơn. Vâng. Nhưng mà cách chơi của họ dâng cao và họ tức là trong một hệ thống như vậy họ phải theo. Chứ còn so từng cá nhân, Arsenal làm sao so được. Ngay như Kyle Walker bây giờ bên phải của Arsenal cũng không ai so được với Kyle Walker. Bên trái mà Vardion, nếu mà anh đá thận trọng hoàn toàn, đá gọi là cho tròn vai thì cũng rất khó mà khoét được vào chỗ anh ấy. Nathan Ake cũng vậy. Thế còn Ruben Dias thì là người đẳng cấp. Akanji, đấy, ví dụ Akanji thì ngang với cả Gabriel. Đấy, kiểu thế thôi, chứ còn tức là so vị trí trung vệ còn lại thì có thể là tương đương, đúng không? Tức là người đá cặp với Ruben Dias là ai, và so thế nào với cả Gabriel Magalhães, thì có thể là ngoài Dias ra không có trung vệ nào hơn được Gabriel, chứ còn những chỗ khác tôi chọn đều hơn. Vâng ạ, rất là khó để so sánh như vậy, đúng không ạ? Đến tôi thì tôi cũng có cảm giác là Man City hàng phòng ngự của họ ấn tượng hơn so với những gì mà Arsenal đang có. Chẳng qua là Arsenal đang có phong độ cao thôi, những cầu thủ đang có phong độ cao thôi. Bạn Nguyễn Ni này, người ta ra quân C1 khí thế, ông Man United của em càng ngày càng ra tranh cúp chữ nước ở trong nước là uống nước tăng lực ấy. Chán thật. Thực ra là thế này này, chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đó thôi. Đây là một cái giai đoạn Man United cần phải làm từ những điều nhỏ nhất, đúng không ạ? Làm từ những điều nhỏ nhất, kể cả một trận đấu thắng ở Carabao Cup nó cũng có ý nghĩa, chứ không phải là không. Thế nên là chúng ta phải chấp nhận chuyện đó. Và tuần sau thì Man United lại được đá Europa League, chứ không phải là không, chứ không phải là chỉ đá giải quốc nội. Bạn Việt Trịnh này, có thể chê 10 khó mọi thứ nhưng về sử dụng cầu thủ trẻ thì quá ok hay nhỉ? Em thấy sử dụng không hề vội vàng, không ép chín sớm cầu thủ. Riêng cái việc này thì mình công nhận, đúng anh Huy? Ông ấy đã giúp cho một loạt cầu thủ trẻ trưởng thành. Và đến bây giờ chúng ta thấy, như từ hôm vừa rồi gặp Southampton thì chúng ta thấy Amad Diallo đá chính là hợp lý. Garnacho có lẽ vẫn nên anh để anh đá dự bị thôi. Đấy, tức là cứ nghĩ là Garnacho bật lên rồi là anh ấy có thể là chiếm suất, nhưng mà lại có ngay một Amad Diallo nổi lên. Và giải pháp này đá chính tôi cho rằng hợp lý hơn là Garnacho. Nói chung là về đạo tạo trẻ thì Ten Hag mát tay, có thể là bởi ông ấy trưởng thành trong cái lò Ajax là một nơi làm trẻ rất tốt, thành ra là cái khả năng sư phạm với cầu thủ trẻ ông làm được. Và cái điều thứ hai là ông ấy cũng mạnh dạn trong việc sử dụng cầu thủ trẻ, đúng không ạ? Ông ấy sẵn sàng làm những cái điều mà nhiều người không làm được.